0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ có một dãy số đặc biệt từ 0 cho đến 9, nhưng sẽ không có một phép tính cộng trừ nhân chia nào ở đây cả. Đây không phải là toán học để thay đổi kết quả, thay đổi hình dáng ban đầu, mà đây là một sự biến hình từ một con số đơn giản có thể trở thành xe tăng, máy bay chiến đấu hay thậm chí là trực thăng. Nói chung, đây là các con số 2 trong 1. Ở đây sẽ có 10 cái hộp tương ứng với 10 con số và 10 sự biến đổi khác nhau. Đầu tiên sẽ mở hộp con số nào trước đây? Mở hộp con số nhỏ nhất, con số của mẫu sự bắt đầu. Con số 0. Từ con số màu đỏ này chúng ta có thể biến đổi thành một chiếc máy bay chiến đấu. Nhìn ở cạnh bên đây sẽ thấy rõ hơn cách thức biến đổi của nó. Mở hộp ra. Trong đây chỉ thấy duy nhất một con số, sẽ không có một cái tờ giấy hướng dẫn nào cả. Tức là chúng ta sẽ phải tự tìm hiểu cách thức biến đổi. Xem một vòng thì thấy rằng cái con số này nó được nối với nhau bằng nhiều cái chi tiết nhỏ. Như ở đây sẽ có hai cái đường nối, hai cái chi tiết được gắn ở trên con số 0 và chính giữa là hai cái bảng lời. Tức là mình có thể mở hai cái chi tiết này ra. Xong bước đầu tiên. Nếu như cảm thấy khó quá thì chúng ta có thể xem cái hình demo ở trên đây. Đây là hình dáng của chiếc phi cơ sau khi mà hoàn thành xong. Ở đây thì chúng ta đã có được hai cái cánh ở phía trên rồi. Xem ở bên dưới có hai cái chi tiết nối với nhau ở bên hông này. Hãy mở hai chi tiết này ra. Ở trên đây có một cái chi tiết mà có thể nó sẽ mở ra được. Wow, cả một cái khoang lái ở bên trong. Và đây là phần đầu, có một cái bánh xe nhỏ ở bên trong và nó sẽ xoay một góc là 180 độ, đóng nắp lại. Chúng ta sẽ có 3 bánh xe ở trên chiếc phi cơ này. Để xem chúng ta đã hoàn thành chiếc phi cơ này chưa. Nhìn trên vỏ hộp thì nó cũng khá giống với cái hình demo rồi. Tức là chúng ta đã hoàn thành xong con số đầu tiên. Thật sự thì nhìn nó cũng không có giống một chiếc phi cơ cho lắm. Tuy nhiên ở trong cái phiên bản là số biến hình thì chúng ta cũng có thể tạm chấp nhận được. Phần đuôi sẽ có hai cái cánh tà nhỏ có thể mở ra. Phần thân hai cái cánh lớn hơn. Và trên đây là phần đầu. Đặc biệt ở bên dưới có thêm 3 cái bánh xe để cho chiếc phi cơ có thể di chuyển được. Con số 0 biến hình thành một chiếc phi cơ chiến đấu. Đẩy qua bên đây. Tiếp theo sẽ là con số nào đây? Con số kế bên. Thôi, hãy mở con số lớn nhất. Con số 9. Con số màu xanh dương này sẽ có thể biến đổi thành một chiếc đầu kéo container. Mở hộp. Để ý kỹ thì trên đây sẽ có tới 3 cái bảng lời. Xoay qua mặt bên đây cũng có 3 cái bảng lời. Tức là những cái chi tiết này có thể mở ra được. Đầu tiên là hai cái bảng lời này trước. Mở ra nè. Wow, nguyên một dàn bánh xe của container. Tiếp theo là cái chi tiết ở phía trên. Cũng mở cái bảng lời thứ 3 ra. Đã ra được một chiếc container. Xem cái hình demo trên vỏ hộp, hình như là còn thiếu cái phần ở chi tiết ở trên đầu nè. Để xem nào, có thể mở cái này ra. Đây rồi. Đây là một chiếc container hoàn chỉnh biến đổi từ con số 9. Xem kỹ hơn cái mô hình ở trên đây thì bên dưới là 6 cái bánh xe có thể xoay được, giúp cho chiếc container này hơi dễ dàng chạy đi. Và đặc biệt lúc nãy khi mà ráp thì mình cảm thấy là nó có thể biến đổi thành một cái phương tiện khác nữa. Đó, một chiếc xe tải à, nó khá giống với những cái chiếc xe đến từ thế giới tương lai. Tuy nhiên khi cần biến đổi thì sẽ xoay cái bảng lề chính giữa này, cho ra một chiếc đầu kéo container. Số 9 biến đổi xe container. Mình sẽ chọn ngẫu nhiên một con số mà cái hình biến đổi nó cực kỳ đẹp. Đó là con số 4, biến đổi thành một chiếc xe tăng chiến đấu. Lần này sẽ là một con số màu xám, có cái nước sơn giống như những cái nước sơn của chiếc xe tăng. Và bây giờ chúng ta sẽ biến đổi. Mở cái chi tiết bên dưới ra. Wow, bánh xe tăng xuất hiện. Xem cái hình demo trên vỏ hộp thì sẽ có một cái khẩu pháo ở trên đầu. Tức là cái chi tiết ở trên đầu này có thể tương tác và mở nó ra. Đây, khẩu pháo nó ở trong đây. Mở cái khẩu pháo này ra trước rồi xoay cái phần đầu này. Hình như là mình phải xoay theo cái hướng từ trên xoay xuống nè. Đây rồi, nó là một chiếc xe tăng biến đổi từ con số 4. Mẫu xe này cũng có thể dễ dàng di chuyển được nhờ vào 4 bánh xe nhỏ nằm ẩn bên dưới. Đặc biệt ở cái mẫu này chúng ta có thể biến đổi thành một cái phương tiện khác. Nó sẽ trở thành một chiếc xe bọc thép bình thường. Tuy nhiên khi cần chiến đấu thì có thể thay đổi thành một chiếc xe tăng. Số 4 biến đổi xe tăng đầy uy lực. Bây giờ sẽ theo cái thứ tự từ nhỏ nhất cho đến lớn nhất quay về với con số 1. Ở con số 1 này sẽ biến đổi thành một chiếc máy bay chiến đấu hiện đại hơn so với con số 0 lúc nãy. Xem một vòng của con số 1 trước, có khá nhiều những cái đường nối ở đây và mình sẽ mở cái chi tiết đầu tiên ra. Hình như đây là cái phần đầu của phi cơ. Tiếp theo hai cái chi tiết màu đen này.
Wow, đây là hai cánh của máy bay. Đây, lấy luôn được cái phần đầu của máy bay ra. Cuối cùng là xử lý cái phần đuôi của máy bay. Hai cái cánh nhỏ nè. Và mình đã hoàn thành xong con số 1, một chiếc máy bay chiến đấu. Chiếc máy bay này thì cũng khá đơn giản, với hai phần cánh được trang bị khá nhiều những cái hỏa tiễn ở trên đây. Số 1, biến đổi. Phi cơ chiến đấu. Thứ tự tiếp theo sẽ là con số 2. Ở con số này sẽ có thể biến đổi thành một cái chiếc xe có dàn phóng tên lửa ở phía trên. Đây, một con số màu xanh lá cây. Và xem một vòng của cái con số này để xem cách thức biến đổi của nó như thế nào. Đầu tiên xử lý cái phần ở trên con số 2 trước. Mở ra nha. Tiếp theo, phần bên dưới. Thấy được bánh xe. Xem ở hình demo thì cái phần đầu của xe chính là cái phần này. Ở đây có một cái khớp nối nè. Có thể là sẽ mở ra và xoay nó ra. À, ở trên đầu này mở ra được. Và như thế này, phần đầu xe đã xuất hiện. Tiếp theo là cái phần chiến đấu của xe. Ở trên cái phần thân này, hình như là cái chỗ này sẽ mở ra đây. Nhưng mà quan sát ở trên hình demo hình như nó cũng chưa giống lắm. Ở trong đây có thể là sẽ có một cái tương tác nhỏ. Lần này là giống 100% so với hình demo trên vỏ hộp nè. Xem kỹ hơn về cái hình demo này thì cái phần đầu xe này cũng khá hay nha. Lúc nãy thì mình không biết mở như thế nào, nhưng mà nó sẽ xoay 180 độ ra thành cái đầu xe hoàn chỉnh. Đặc biệt là có thể giấu cái phần hỏa tiễn này đi, như thế này. Đó, nó sẽ trở thành một chiếc xe tải bình thường, dễ dàng di chuyển được ở trên mọi nẻo đường nhờ vào bốn bánh xe bên dưới. Thay đổi hình dáng, chuyển sang trạng thái chiến đấu bằng một cái dàn hỏa tiễn. Số 2, biến đổi. Xe phóng hỏa tiễn. Và nãy giờ đã biến đổi thành những cái phương tiện chiến đấu khá nhiều. Bây giờ sẽ là một cái con số. Một con số màu cam, không có tính chất chiến đấu ở trong đây. Đó là con số 3, biến đổi thành một chiếc xe cuốc đất. Mở hộp ra. Màu cam xinh xắn. Xem một vòng của con số này trước để chúng ta có thể định hình được cách biến đổi nó như thế nào. Đầu tiên là ở bên dưới trước đi. Bánh xe của số 3 đã hình thành. Tiếp theo là biến đổi cái phần ở phía trên. Nó có một cái bảng lời nhỏ ngay đây. Tức là cái chi tiết này có thể mở ra theo cái bảng lời này. Ở bên đây nữa. Thấy được cái phần cabin của xe và cả cái phần máy xúc để cuốc đất. Xoay 180 độ luôn. Và đây là mẫu xe cuốc đất biến đổi thành con số 3. Ở phía sau là một cái phần động cơ khá lớn. Bánh xe bên dưới vẫn thể di chuyển được. Số 3, biến đổi. Xe cuốc đất. Tiếp theo sẽ là con 4, con số đi tới con số 8. Ở con số này cũng hơi đặc biệt một chút xíu. Không phải biến đổi thành những cái phương tiện di chuyển nữa, mà là một cái con robot mini. Số 8 màu tím. Cũng sẽ xem một vòng của nó để chúng ta tìm ra những cái manh mối có thể biến đổi con số 8 này. Bên dưới là hai cái chi tiết ở hai bên hông, sẽ biến đổi hai cái chi tiết này trước. Xoay xuống luôn nè, hình như đó sẽ là hai cái chân của con robot. Cái phần bàn chân này có thể mở ra được. Tiếp theo biến đổi cái phần trên. Chắc chắn đây sẽ là hai cánh tay. Phần đầu của robot ở trên đây nè. Đây rồi, mình đã tìm hiểu được rồi. Đây là một con robot khá đơn giản. Nó ở dạng cơ bản, gồm có chân, tay, đầu và sẽ không có những cái chi tiết sắc sảo hơn. Cái khớp chân này có thể xoay được để tạo hình dáng cho con robot. Số 8, biến đổi thành robot. Và con số tiếp theo sẽ là con số 7. Sẽ có một khẩu đại bác ở đây. Mở hộp ra. Và đây là một cái con số vuông vức. Để xem cách biến đổi nào. Xử lý cái phần dưới trước đi. Mở nó ra nè. Tiếp theo cái phần trên đây. À, mình thấy có cái bánh xe nha. Tức là cái phần trên này sẽ trở thành cái phần dưới. Hơi khó hiểu cái con số này. Có thêm một cái chi tiết nữa. Mở nó ra. Thấy có một cái khẩu pháo ở bên trong. Lấy luôn cái khẩu pháo này ra. Xem cái hình demo này thì cái khẩu pháo nó sẽ nghiêng một góc khoảng 30 độ. Còn cái chi tiết này nữa mình vẫn chưa có xử lý xong. Ở cái khẩu này thì chỉ có hai bánh xe ở phía trước. Và ở phía sau sẽ là hai cái hanh để giữ cố định cho cái khẩu pháo. Như thế này cũng được. Hoặc là xoay một góc 30 độ như thế này. Số 7, biến đổi. Khẩu pháo đại bác tầm xa. Và con số tiếp theo sẽ là con số 6, biến đổi thành một chiếc xe tên lửa. Xem một vòng 360 độ để xem cách biến đổi của con số 6 này như thế nào. Xử lý cái phần bên dưới này trước cũng như những cái mẫu con số khác. Thì sẽ mở cái này ra, chúng ta sẽ thấy được phần bánh xe. Nó cũng khá giống với lại con số 9, cái con số container vừa rồi. Hai cái mẫu xe cũng tương tự như nhau, nhưng mà khi biến đổi thì sẽ hoàn toàn khác biệt. Ở phía trên đây thì sẽ mở ra nè. Thấy được cái hân tên lửa bên trong. Wow, cả một cái tên lửa nằm ở bên trong cái hân xe. Lấy nó ra.
mẫu xe hoàn chỉnh của mình sẽ là như thế này. Xe một vòng 360 độ luôn. Quá tuyệt vời. Và khi ở trạng thái không cần chiến đấu thì chúng ta vẫn có thể xếp cái tên lửa này xuống, cho nó nằm ẩn vào bên trong cái phần thân này, đóng tất cả những cái phần giáp lại. Không thể phát hiện được đây là một chiếc xe chiến đấu với một cái tên lửa rất to nằm ở bên trong. Từ một con số 6 biến đổi, xe phóng tên lửa. Và bây giờ chỉ còn lại duy nhất một con số mà mình yêu thích nhất để dành, để mở nó sau cùng. Số 5 biến đổi thành một chiếc trực thăng chiến đấu. Mở hộp ra nào. Từ một con số 5 màu vàng như này mà có thể biến đổi thành một chiếc trực thăng. Xem ở bên đây sẽ thấy rõ hơn hình dáng của nó. Rồi, để xem biến đổi như thế nào. Mình nghĩ là mình sẽ xử lý cái phần bên dưới trước. Mở nó ra. Đây rồi, thấy có bánh của trực thăng. Tiếp theo có thể là cái phần ở trên đây, một cái chi tiết màu xám. Và tạm thời chưa thấy cái hình dáng của trực thăng đâu. Với cái hình dáng này thấy nó khá giống với một cái chiếc xe. Để xem những cái chi tiết nào chúng ta cần xử lý. Ở đây sẽ có một cái bảng lời nè. Mình nghĩ là sẽ xoay cái đầu số 5 này ngược 180 độ ra phía sau. Đây rồi, mình đã đoán đúng. Wow, ở bên trong đây nha, có những cái cánh của trực thăng xếp gọn như thế này, gồm 3 cái cánh khác nhau. Nó đã dần dần biến đổi gần giống với hình dáng của chiếc trực thăng. Như ở trên cái hình demo này sẽ có cái phần đầu của trực thăng. Ở đây mình cần phải biến đổi nữa. Mở cái phần nắp này ra trước nè. Rồi, xoay một phát. Đây rồi, phần đầu của trực thăng. Thêm 2 cái cánh nhỏ phía bên hông nữa. Ở trong cái phần thân của trực thăng này có những cái chi tiết khá đẹp. Và đây là mẫu trực thăng hoàn chỉnh sau khi đã biến đổi từ con số 5. Xem những cái chi tiết ở trên trực thăng này thì 3 cái cánh này có thể xoay được nè. Phần cánh trực thăng có thể xếp gọn lại. Đặc biệt là phần đuôi có một cái cánh cửa nhỏ có thể mở ra. Những cái người phi công hay là những cái người lính nhảy dù có thể theo cái con đường này lên thẳng cái phần thân của trực thăng và đóng lại, cất cánh bay lên. Số 5 biến đổi, trực thăng màu vàng. Và đây là 10 con số từ số 0 cho đến số 9 ở trong cái hình dạng nguyên thủy ban đầu. Sẽ cho nó biến đổi thành nhiều hình dáng khác nhau. 4 cái mẫu mà mình yêu thích nhất ở trong cái bộ sưu tập lần này. Xe phóng hỏa tiễn 6 nòng, xe tăng, xe tên lửa. Và cuối cùng là mẫu số 5 trực thăng. Video mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn video mở hộp các sản phẩm thú vị khi mình đặt mua trên mạng. Bye bye.